Rồi hai cái lưỡi câu này á, mấy cái lưỡi câu này mình làm á là do ông Tư cách đây khoảng 18 năm trước ở tại đường Mạc Cũ Gạch Giá chỉ cho anh làm mấy cái lưỡi câu này bằng lò xo của máy Hino, lò xo máy Hino cưa ngạnh bằng dũa bằng lưỡi cưa là do ông Tư chỉ đơn giản là thôi, là cách đây khoảng 18 năm trước là đã anh Đức đã làm được rồi, chỉ không có phen Đức thôi, không có phen Đức thôi. Hả? Thì khoảng tới đó. Mà mấy cái lưỡi đó là anh bắt cá khoảng bao chưa bắt con nào hơn 2 kg, chưa bắt con nào hơn 2 kg, nhưng khoảng 1 kg 7 kg 8 là bắt thường. Mà thời điểm đó câu cá mà cỡ 3 lạng 4 lạng là không có bắt. Anh bắt anh cho ông phải không? Bắt cho. Anh bắt cá khoảng ngoài 1 kg mà. Ngoài 1 kg mới lấy 7-8 lạng cho lên bắt, chứ còn 3-4 lạng là cho không? Cho hết. Nhưng mà thời điểm đó cá rất là nhiều ở tại Kiên Giang. Kiên Giang rất là nhiều. Bây giờ anh ở tại Sài Gòn, nhưng mà hôm nay anh không còn làm lưỡi câu đó nữa. Lưỡi câu đó bây giờ không có chuyên dụng nữa, chỉ là quyền thoại. Quyền thoại để mình ngắm thôi, mình nhớ là ngày xưa thôi đúng không? Nhớ là ngày xưa thôi. Mà ngày xưa là của ông Tư chỉ. Giờ phan đích lưỡi câu nè. Nếu mà công nghệ bây giờ phan đích lưỡi câu, dũa lưỡi câu, làm lưỡi câu ở dân Sài Gòn này không thiếu một thứ gì, và làm cái gì cũng đẹp luôn, chứ không có bao giờ không được. Mà ngày xưa cách đây khoảng là bao nhiêu năm ta, 18 năm trước anh đã từng làm lưỡi câu giống vậy. Em chụp hai cái mẫu lưỡi câu đó, cái ngạnh xếp, gọi là ngạnh xếp nha, đưa cho Quỳnh Việt coi. Chứ đừng nói lưỡi câu bây giờ là quá đơn giản. Ngày xưa là nó không có điều kiện để làm, chứ còn bây giờ có điều kiện làm người khác. Còn bây giờ anh chơi không có chơi lưỡi câu đó nữa, mà anh xài bằng lò xo, miễn lò xo cứng là được, kể cả lò xo súng. Dạ, mình đánh theo kiểu theo thời đúng không? Ngày xưa muốn làm một cái lưỡi lò xo súng rất là khó, không có dễ, không có một cái dũa, không có một cái điều kiện máy mài đồ để mài giống như bây giờ. Còn bây giờ hiện nay là có máy mài, có đồ rất nhiều. Ngày xưa cái cộng lò xo Hino có 2 ly mấy là rất là dễ làm. Còn hiện nay là một cái cộng lò xo giống như mình nói lò xo băng đạn thôi, R15 chỉ có 1 ly 2 thôi. Nói chung cái công cụ hỗ trợ của mình nó không được cao, nên mình rất là khó làm cái lưỡi câu. Còn bây giờ làm là điều kiện bây giờ rất là dễ. Thậm chí cả mũi khoan 1 ly, 1 ly rưỡi, rồi mình muốn dũa hay muốn cắt khó hết, không có gì khó hết. Là gì, dân chơi nói chung là một cái lưỡi câu làm rất là khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà là gì, khó cũng phải có giới hạn thôi, làm là sẽ được hết chứ không có gì không được, làm là sẽ được hết chứ không có gì không được. Còn chụp vô mấy cái lưỡi câu này là huyền thoại luôn. Ngày xưa mình đã từng ở Kiên Giang và ở tại Bạc Cũ, mà nói chung là nó đều có dấu tích hết đúng không, là tự bắt cá lớn hết. Bắt cá lớn chứ, ở trong một cái đường hẻm đó anh bắt cá lớn đó, mà ở đó ai cũng biết anh. Ở tại chợ Gạch Giá anh bắt một con cá trình 2.6 kg ở tại Kiên Giang, nói đám Campuchia, đám phốc Campuchia, đám anh công đoàn của bà em ở vườn cá ở bà em á, là thấy con cá đó nói đầu con cá lóc mình con cá chê là sợ quá đem thả luôn. Mà thời điểm đó là con cá trình đó là 2.5 kg, hơn 2.5 kg, gần 2.6 kg, thả luôn không ai dám ăn hết. Nhưng cách mấy ngày sau con cá đó thì nó giá trị, mới biết là con cá đó là con cá trình. Nguy hiểm ở đó người ta không biết. Thời đó cá chốt ở dưới đó, cá chốt mà nó nổi mà nó đặt gì đó, mình nhìn xuống dưới sông ngay chỗ mấy cái chỗ toilet á, nó đặt nước luôn, cá chốt nó đặt nước luôn. Nó là lên cái bài
còn cá con cá ngát á mà câu ở tại đình Long Nguyễn á, à như chỗ công viên câu một đêm là đầy thùng bê, một con có thể là 5kg 7kg là chuyện bình thường. Thời điểm của mình là câu một con 5kg 7kg là chuyện bình thường. À, câu bằng mồi tép không chứ không có câu bằng, không có câu bằng mồi trùng hay là mồi dế hay là mồi này kia nữa, không bao giờ có. Nhưng mà hiện nay là ngoài đó ở dưới đó là tuyệt chủng, nó không còn cá nữa. Nói vậy thôi, em cứ nói đi. Anh đây là 50 mấy tuổi rồi. Anh Đức này cũng chinh chiến lắm. Anh Đức này là anh Đức là Đức đầm ở Đầm Diều. Hồi xưa là anh bán đầu câu đó đúng không? Không. Bán được câu là giờ sau này anh mới bán được câu. Chứ còn ngày xưa anh ở Kiên Giang. Kiên Giang, anh chuyên ở Kiên Giang luôn. Anh là dân ở Sài Gòn, anh mới về Kiên Giang anh sống năm 98, năm 99 trái nhà anh ở chợ Cộng Lãnh á, về Kiên Giang anh sống. Anh buôn anh bán mua bán hải sản với đó mà anh buôn được. Ở giữa bà em á, nói giữa bà em á, giữa bà em được bằng cổ. Bà đó có tới mười mấy cặp ghe cầu đôi rồi. Nói đúng, nói chung là đơn giản là ở dưới Kiên Giang ai cũng biết. Mà anh cũng gắn bó với cái môn câu cá giải trí này cũng khá lâu ha, 20-30 năm dữ rồi ha. Ồ, anh câu hơi bị lâu rồi. Dữ rồi ha. Giá kính chào quý khách. Tại vì cái lưỡi câu của anh mà lúc mà anh vũa ra đã niên đại nó tới 18-19 năm rồi, thì cái môn câu của anh là về anh phải trải qua phải ngoài khoảng 25 năm. Ồ, anh thả câu, anh biết câu là từ hồi nhỏ. Anh đi câu với lại ông bà của anh đó, dân miền Tây sông nước mà. Anh là dân miền Tây sông nước. Nhưng mà thời gian sau anh mới thực sự mình trải nghiệm ra mình làm được câu. Trải nghiệm để mình biết được con cá lớn hay con nhỏ. Nói chung là giống như ngày hôm nay nè, anh câu một con cá mấy ký luôn. Đơn giản. Mình nâng cao kiến thức lên, mình nghiên cứu sâu hơn nữa. Hồi xưa mình câu là câu kiểu truyền thống thôi, mình chưa có nâng cao được cái trình độ của mình lên. Từ 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 mình không bốc phát, không bốc phát gì hết, cái gì thực tế chứ không có bốc phát. Có mình nó có không có không. Mình từng câu cá ở tại Kiên Giang, cá ngát mình câu lần đầy một thùng bê là có nhiều, chứ không có ít, nhiều lần như vậy luôn. Nhưng mà thời điểm hồi xưa chứ còn bây giờ là không bao giờ có. Bây giờ mình không ở dưới đó nữa. Còn cái mới được gần đây là anh Đức đi La Ngà đúng không? Anh Đức đi La Ngà quánh cá lóc ký mấy, 2 ký mấy đúng không? 2 ký 7, 2 ký 8, 2 ký 5 Đúng vậy hả? 2 con cá rô là 1 ký lô 2. Ở Kiên Giang là mình chưa từng câu được con cá vậy luôn. Cá rô thường mình đó hả? Cá rô đồng mình á. Cá rô đầu vuông là nó khác nha. Ủa anh có chụp hình lên mạng không mà? Có. Đây mình các bạn mình sẽ lấy cái những hình ảnh mà anh Đức nói là mình câu ở La Ngà là có cá lóc 2 ký mấy 2 ký, cá rô 2 con ký, cho các bạn xem là mình sẽ dẫn chứng rõ ràng chứ mình không có nói một cái chảo là một con cá là chén hết rồi. Đúng rồi, bỏ đầu luôn rồi. Nhưng cái đầu nó bằng giống như là một cái chung, cái đầu nó bằng giống như cái đầu của cái trứng hột vịt lộn. Mình nói luôn ra nó tròn giống như cái trứng hột vịt lộn vậy đó, cái đầu nó giống vậy đó. Nó bự vậy đó. Nhưng mà bóc vô nó rất là khó. Nó chém à. Nó chém đâm. Hai cái mang nó đâm kỳ, nó giật hai cái mang nó đâm rất là đau. Các bạn đó. Tại vì mình có đi câu với anh Đức nè, anh Đức nè, với anh Sinh nè, với anh Nghĩa là ba anh em bạn câu chung của mình nè ha. Còn ở đây mình có rất ấn tượng về cái bộ lưỡi câu của ảnh. Cái bộ lưỡi câu của ảnh các bạn nhìn á, thật sự á, nếu mà dân câu nhìn vô á là sẽ rất là thích luôn, tại vì nó là cái huyền thoại rồi. Thật sự là ở cái vùng đồng của mình á không sử dụng được những cái lưỡi đó nữa. Chỉ có thời xưa khoảng 10 năm trước thôi mình có thể sử dụng những cái lưỡi đó để mình câu cá lớn. Hiện tại bây giờ cá rất là nhỏ các bạn. Nếu mà các bạn câu á tầm hên được con nửa ký đổ lại thôi, tầm 2 lạng, 1 lạng rưỡi, 2 lạng, 3 lạng thôi. Những cái lưỡi câu đó nó sẽ đi vào huyền thoại, mình không thể nào sử dụng được nữa. Nhưng mà ảnh rất là quý trọng, ảnh để lại đó, ảnh nhớ là gì kỷ niệm, anh cho anh em coi. So của mấy đô ngày xưa mình làm muốn câu cũng được, lên La Ngà, đi lên La Ngà gặp vô những cái ao mà người ta cho câu, người ta nuôi cá mà người ta cho câu, tại vì nó ăn cá nuôi của người ta thì mới câu được.
chứ còn ra những chỗ khác là mình câu không có cá. Nói chung những cái lưỡi đó là mình chỉ áp dụng được cho những cái dòng cá suối thôi, cá suối những cá lớn hoặc là về chầm chim, chầm chim quýnh cá ngầm quýnh cá lớn hoặc là về chầm chim hoặc là u minh. Chứ còn bây giờ là lưỡi đó là mình không có đi xa được nữa, giống như vậy nữa, nó chỉ cho cái khoảng chơi rất là hẹp. À, đúng rồi, hạn chế hẹp lắm, khoảng chơi nó hạn chế tại vì bây giờ cá nhỏ rất là nhiều. À, nó không có còn cá để mình câu bằng cái lưỡi, nói chung là cái sân chơi đó mình không còn được nhiều nữa. À, bây giờ vậy mình nói vậy anh em tin hay không là chuyện của anh em, nhưng mà mình nói sự thật với anh em nè, mình nay năm mấy tuổi rồi, có là mình mới nói có, không nói không, chứ không bao giờ mình nói thêm gì hết. Mà lưỡi câu này mình làm là cách đây khoảng là 18 năm về trước vẫn còn, và là của ông Tư, bạn già của mình, không biết giờ nay còn sống hay không, ở tại đường mình ở mặt cũ mà ông Tư là ở sâu xuống dưới đó nữa, ở Phú Lạc. Ông Tư ở Phú Lạc, trời nhớ rồi, ông Tư ở Phú Lạc, ông từng câu một con cá tra 17-18 kg. Mà ngày xưa ở Kiên Giang là những cái hầm đất đó là đào lên để đắp nền, đắp nền nhà, rồi nói chung là công trình của nhà nước á, nó sâu, nó mới sâu mới có cá vậy, tới còn giờ là hết rồi, hết rồi, đơn giản thôi nha. Rồi rồi rồi, bây giờ anh Đức nè, anh có muốn nói gì nữa không? Anh chỉ nói vậy thôi. Rồi rồi, anh em không tin muốn gì comment thì mình sẽ trả lời cho. Rồi giờ sau đây mình sẽ cho các bạn xem lại những cái lưỡi câu huyền thoại của anh Đức đã từng nói. Nếu mà dân câu nhìn vô sẽ hiểu, còn những người mà mới tập tành câu á thì có lẽ là mình sẽ nói là anh Đức nói hư cấu này nọ, thì mình cũng không có xấy dày sâu vấn đề đó nữa. Mình chỉ nói những người biết câu thôi, những người biết vũa lưỡi câu nhìn vô người ta sẽ hiểu được cái vấn đề của anh Đức nói. Còn những cái bạn mà mới biết câu thì comment sau thì cũng được. Đưa cái ngạnh lưỡi câu cho anh em biết. Rồi, xin mời các bạn xem cái những lưỡi câu của anh Đức vừa nói. Đây, cặp lưỡi câu đây các bạn. Đây các bạn quan sát kỹ nè, từ chi tiết nha. Coi cái này trước đi. Nè các bạn nhìn từ cái ngạnh nè. Thấy không? Đặc biệt là cái chui nha các bạn. Từng đường bo rất là sắc sảo luôn. Cái chui này là cái chui sử dụng cỏ các bạn. Mà cái hồi xưa á, là thường là những nhân câu người ta câu chuyên nghiệp á, người ta thường sử dụng cỏ các bạn. Người ta cắt cỏ về, người ta phơi, người ta đút vô đây nè, người ta lấy đầu chụp lại, câu bằng cỏ thì nó nhạy hơn. Nhưng mà chuyển sang cái thời hiện đại bây giờ đa số là người ta bỏ nồng cỏ rồi, người ta chơi nồng điện thôi. Những cái chui này bây giờ không có xài nồng điện được, nó dở là dở như vậy thôi. Cái này là lưỡi này hồi xưa mà. Các bạn nhìn thấy cái ngạnh nè, sắc sảo ghê chưa. Cái lưỡi câu này rất là nhẹ các bạn, mình cầm lên mình cảm giác rất là nhẹ tay luôn. Quá nhẹ luôn, nó không có nặng như mấy cái lưỡi bây giờ. Xem cái này nè, hay là y chang nhau, bén rất là bén các bạn, 20 năm rồi đó, mà bây giờ nhìn lại mình vẫn thấy sắc rất là sắc sảo nha. Cái người vũa được cái lưỡi câu như thế này là phải nói là cao thủ đó. Y chang cái chuôi này cũng một chuôi cỏ nữa. Thích nhất là cái ngậm nha bạn. Cái ngạnh rất là đẹp luôn á. Cái này cũng nhẹ. Mà bây giờ mấy cái lưỡi này hết sử dụng được rồi các bạn ơi. Nó quá to đi. Bây giờ cá nó nhỏ lắm, nó không còn cái sân chơi để sử dụng cái lưỡi này nữa. Cá bây giờ tầm cỡ 2 lạng con, mình sử dụng lưỡi này thì rất là khó bắt. Bây giờ mình sử dụng lưỡi rất là nhỏ các bạn ơi. Mấy cái lưỡi này chỉ để đi đánh cá suối rồi thôi. Những cái lưỡi này như anh Đức có nói là nó đã từng dính những con cá lóc là từ 2 kg đổ lại rồi. 20 năm mà để vũa ra được cái lưỡi này là rất là khó khăn nha. Các bạn biết sao không?
tại cái kỹ thuật với cái công cụ á để hỗ trợ làm ra cái lưỡi này nó rất là khó. Còn bây giờ mấy cái đồ hỗ trợ làm á thì nó tiên tiến hơn rồi, vũa ra cái lưỡi thì rất là dễ. Còn hồi xưa á, thì muốn vũa ra cái lưỡi như thế này phải nói là rất là kỳ công nha các bạn, quá đẹp luôn á. Anh Đức còn nhiều cái lắm mà mình chỉ mượn được của anh Đức là hai cái thôi. Mình làm phim cho các bạn xem, mình mượn thì mình làm xong mình trả cho anh Đức các bạn ơi. Đây là kỷ niệm của anh Đức để lại. Bây giờ thì không còn sân đi chơi nữa rồi, tất cả chỉ là kỷ niệm thôi. Cái hồi xưa thì nó nhiều. Rồi các bạn nhìn lại hai lưỡi nha, quá đẹp luôn á. Rồi video của mình xin tạm dừng nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi câu kế tiếp nha. Xin chào.